Được chưa? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn tiếp tục hả? Rồi chúng ta nhìn vô cô hả? Câu 33. Đốt cháy hỗn hợp bột nhôm và magie cần 16,8 lít oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết lượng nhôm trong hỗn hợp là 13,5 gram. Phần trăm khối lượng của magie trong hỗn hợp là... Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy trong hỗn hợp của chúng ta sẽ có nhôm và magie. Được chưa? Đốt cháy với lại khí oxy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ viết cho cô cái phương trình nào. Nhôm Al cộng O2 nhiệt độ cho ra cái gì nhỉ? Chính xác, Al2O3. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ cân bằng, được chưa nào? Hả? 4, 3, 2, được chưa nào? Rồi tiếp tục, Mg cộng O2 nhiệt độ cho ra gì đây? MgO, chính xác. Bởi vì magie chúng ta hóa trị 2, oxy hóa trị 2, được chưa? 2, 1, 2. Rồi, ở đây đề bài cho chúng ta là 16,8 lít oxy. Vậy đề bài cho chúng ta cái gì đây? Châu Phúc Hiếu nào? Thùy Vân ơi, tắt mic đi con. Châu Phúc Hiếu ơi, 16,8 lít oxy là đề bài đang cho chúng ta cái gì đây? Vậy đề bài cho chúng ta thể tích oxy bằng 16,8. Vậy có thể tích thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì của oxy? Vậy số mol của oxy được tính như thế nào? Bằng thể tích của oxy chia cho máy điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ chia cho bao nhiêu đây? Chính xác, ráp số vào nào. 16,8 chia cho 22,4 bằng. Máy tính, bao nhiêu? Như Bình ơi, mở cam đi con. À, 0,75 mol, được chưa? Rồi, tiếp tục. Người ta nói là gì? Biết lượng nhôm trong hỗn hợp là 13,5 gram. Vậy chúng ta có khối lượng nhôm ở trong hỗn hợp này là 13,5 gram. Được chưa? Và đề bài đang hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của magie trong hỗn hợp. Vậy phần trăm của magie trong hỗn hợp sẽ tính như thế nào nhỉ? À, cả lớp ơi, phần trăm khối lượng, đúng rồi, bằng khối lượng của magie chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100%. Mà muốn có khối lượng magie thì chúng ta phải có số mol của magie, đúng không? Phải chưa? Muốn có khối lượng hỗn hợp thì chúng ta phải có khối lượng của magie và khối lượng của nhôm. Vậy hiện tại chúng ta đã biết khối lượng của nhôm rồi. Vậy từ khối lượng của nhôm chúng ta sẽ suy ra cho cô số mol của nhôm nào. Được chưa? Đề bài cho khối lượng, vậy số mol sẽ bằng gì? Nguyễn Hiếu. M gì? M nhỏ của nhôm chia cho M lớn của nhôm, vậy bằng 13,5 chia cho mấy? Nhôm là bao nhiêu? 27, được chưa? Vậy ra bao nhiêu nhỉ? 13,5 chia cho 27. Rồi, vậy ở đây chúng ta thấy 13,5 chia cho 27 bằng 0,5 mol. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta quan sát lên trên bảng nè. Ở đây chúng ta có số mol của nhôm ở đây là 0,5. Được chưa? Chúng ta có tổng số mol của oxy. À, chúng ta tính ngay từ đầu đây là 0,75. Vậy làm sao chúng ta tính ra được cho cô số mol của nhôm nhỉ? Chúng ta có tổng số mol oxy ở hai phương trình. Phương trình 1 và phương trình 2 là 0,75, chỗ này là 0,5. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Khi này cô mới nghe tiếng bạn nào đó. Đúng rồi, theo phương trình hóa học số mấy? Số mấy? Số 1. Vậy có số mol của nhôm ở đây, chúng ta suy ra số mol oxy ở đây được không? Được không? Mà tổng
tổng số mol oxy ở hai phương trình là 0,75. Vậy chúng ta tính số mol oxy ở phương trình 2 được không? Vậy có số mol oxy ở phương trình 2 suy ra số mol của magie ở đây được không? Suy ra khối lượng ở đây được không? Hiểu cách làm không nào? Được chưa? Hả? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính nè. Từ phương trình 1, từ phương trình số 1, chúng ta sẽ tính số mol oxy ở phương trình số 1 dựa vào số mol của nhôm. Vậy nó theo tỷ lệ là bao nhiêu? Oxy là 3, nhôm là 4. Vậy tỷ lệ là 3 phần mấy? 3 phần 4. Vậy sẽ bằng 3 phần 4 nhân cho 0,5 bằng bao nhiêu? Máy tính nào? 3 phần 4 nhân cho 0,5. Được chưa? Mà tổng số mol ở hai phương trình này là 0,75. Vậy từ đây chúng ta suy ra số mol oxy ở phương trình 2 sẽ bằng 0,75 trừ cho số mol oxy ở phương trình 1, vậy trừ cho 0,375. Vậy bằng bao nhiêu? Vậy nó cũng bằng bao nhiêu con? 0,375 mol. Được chưa? Vậy nè, chỗ này có hiểu không? Được không? Bởi vì tổng số mol ở hai phương trình là 0,75 mà ở đây là 0,375 rồi. Vậy muốn tính ở đây chúng ta sẽ lấy cái tổng trừ cho cái đã biết thì ra cái số mol oxy ở phương trình 2. Được chưa? Rồi, từ phương trình 2 chúng ta sẽ suy ra được số mol chúng ta sẽ suy ra được số mol của magie. Được chưa? Dựa vào số mol của oxy. Vậy tỷ lệ là bao nhiêu? Magie là bao nhiêu? 2 chia cho 1 thì nó sẽ bằng mấy? À, bằng 2. Vậy số mol magie bằng 2 lần số mol oxy, về bằng 2 nhân 0,375 thì sẽ bằng 0, mấy? À, 0,75 mol. Vậy đã có số mol chưa? Có số mol chưa? Suy ra phần trăm được không? Suy ra phần trăm được không? Rồi, tính đi. Ra kết quả là bao nhiêu đây? Rồi, chúng ta sẽ ráp số vào nè. Vì đây là một câu trắc nghiệm nên yêu cầu chúng ta sẽ giải nhanh nhanh một tí nha. Rồi, phần trăm của magie sẽ bằng khối lượng của magie chia cho khối lượng hỗn hợp, có nghĩa là khối lượng của nhôm cộng cho khối lượng của magie nhân cho 100% bằng. Vậy bây giờ chúng ta đã có số mol của magie là 0,75. Vậy khối lượng sẽ bằng 0,75 nhân cho 24 chia cho khối lượng của nhôm ở đây là 13,5, sẽ chia cho 13,5 cộng cho 0,75 nhân cho 24 tiếp tục nhân cho 100% bằng. Rồi máy tính nào bấm ra bao nhiêu phần trăm? 50 mấy? 57 57,14%. Xem lại nào. Vậy kết quả ở đây nó sẽ ra 57,14%. 57,14% nha. Phần trăm khối lượng của magie trong hỗn hợp là 57,14%. Được chưa? Nha, đáp án ở đây nó bị lệch. Vậy nếu như đề bài mà cho chúng ta cái dạng bài tập này thì chúng ta chú ý cách làm sẽ như vậy ha. Vậy khi chúng ta làm trắc nghiệm thì chúng ta sẽ tính nhanh hơn, không cần phải trình bày dài dòng từng bước từng bước. Và chúng ta cần phải nhớ cái phần trăm khối lượng thì nó sẽ bằng khối lượng của nó chia cho khối lượng hỗn hợp nhân 100%. Rồi, được chưa nào? Chúng ta quan sát câu 34 nè. Đốt cháy 6 gram oxy và 7 gram phốt pho trong bình, sau phản ứng chất nào còn dư? Được chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ xác định cho cô cái phương trình ở đây là gì nhỉ? Thành đạt. Rồi, chúng ta xóa cái màn hình ảo phía sau đi con. Hả? À, chúng ta không cần phải chụp mặt lên rồi để đó rồi ngồi ở đâu mất đi rồi cô có thấy mặt đâu. Hả? À, đúng rồi. Tỷ lệ sẽ là 4 phốt pho cộng với 5 oxy cho ra 2 hả? B2O5. Rồi, đề bài đang hỏi chúng ta là sau phản ứng chất nào còn dư hả?
Có nghĩa là bài tập rơi vào chất dư chất hết. Được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta có khối lượng của oxy là bằng 6 gam. Vậy có khối lượng chúng ta sẽ suy ra cái gì của oxy đây? Phương Anh. Suy ra số mol của oxy bằng m nhỏ chia cho m lớn. Vậy bằng 6 chia cho bao nhiêu? Kết quả bằng bao nhiêu con? 0,1875 mol. Được chưa? Rồi tiếp tục nào. Chúng ta có khối lượng của phốt pho bằng 7 gram. Chúng ta sẽ suy ra số mol của phốt pho hả? Vậy số mol phốt pho được tính như thế nào? Khoa. Vậy ở đây chúng ta thấy là nó không hết đúng không? Đúng không? Vậy chúng ta giữ nguyên 7/31 luôn cho cô, được chưa nào? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Bảo Bảo. Muốn xác định chất dư chất hết thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm là làm gì? Lập tỷ lệ. Vậy lập tỷ lệ là lập như thế nào nhỉ? Lập tỷ lệ là lập như thế nào đây? Ai biết đưa tay lên cô xem bữa nào. Hả? Muốn biết chất dư chất hết chúng ta đi lập tỷ lệ là lập như thế nào đây? Chỉ có mỗi một cái cánh tay bằng Khánh nè. Đúng rồi, lấy số mol chia cho hệ số tỷ lệ. Vậy lấy số mol phốt pho chia cho mấy? Bảo Bảo. Chia cho 4. So sánh với số mol oxy chia cho mấy? Chia cho mấy? Chia cho 5. Đúng rồi. Vậy ở đây số mol của phốt pho là bao nhiêu? Chia cho 4. Như thế nào với 0,1875 chia cho 5? Rồi so sánh nào. 7/31 chia cho 4. Thì ở đây chúng ta thấy nó sẽ ra bao nhiêu nhỉ? 0,056 đúng không? Đúng chưa? 0,056. Còn 0,1875 chia cho 5 thì sẽ bằng 0,0375. Vậy 0,05 thì như thế nào với 0,03 nhỉ? Lớn hơn. Vậy ở đây chúng ta thấy cái này lớn hơn. Được chưa? Vậy lớn hơn thì từ đây chúng ta suy ra phốt pho như thế nào? Chính xác, phốt pho dư. Nó lớn hơn thì nó dư. Vậy nó dư thì oxy như thế nào? Oxy hết. Vậy đề bài đang hỏi chúng ta là sau phản ứng chất nào còn dư? Vậy chúng ta sẽ chọn cái câu gì? Câu đúng rồi, câu A, phốt pho còn dư. Được chưa? Rồi tiếp tục. Câu tiếp theo, câu 3. Rồi, vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đề bài cho chúng ta là đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít CH4 ở điều kiện tiêu chuẩn thì thể tích không khí cần dùng là. Vậy CH4, vậy khi đốt ở trong không khí thì CH4 nó sẽ cộng với ai nhỉ? Quang Thắng. Oxy. Vậy CH4 cộng oxy nhiệt độ cho ra cái gì? Chính xác, CO2 cộng H2O. Vậy hệ số cân bằng là như thế nào đây? Hệ số cân bằng. Nhanh, cân bằng nhanh vào trong vở đi. Đọc hệ số là như cô nghe từ nào. CH4 cộng O2 cho ra CO2 cộng H2O. Hệ số. Đúng rồi, 1212. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể tích của CH4 ở đây là 3,36 lít. Vậy có thể tích suy ra cái gì? Trọng nhân. Vậy số mol của CH4 được tính như thế nào? Chính xác, thể tích của CH4 chia cho 22,4. Rồi ráp số vào nào. Vậy 3,36 chia cho 22,4, vậy bằng bao nhiêu mol?
không phải 15 mon. Và đề bài yêu cầu chúng ta là đi tính thể tích không khí, đúng không? Vậy làm như thế nào để chúng ta tính được thể tích không khí đây? Gia Vi, làm sao chúng ta tính được thể tích không khí nhỉ? Tính gì? Tính gì đây? Cả lớp ai biết? Hả? Đề bài đang hỏi chúng ta tính thể tích không khí. Mà đốt thì đốt trong không khí, có nghĩa là CO4 cộng với oxy. Mà đề bài lại đi hỏi cái này. Vậy cái này được tính như thế nào nhỉ? Vậy chúng ta nhớ lại, trong không khí thì có bao nhiêu phần trăm oxy? À, 21%, đúng không? Nhưng mà thông thường khi chúng ta giải bài tập thì chúng ta thường lấy cho nó chẳng một tí, có nghĩa là người ta thường lấy 20%, đúng không? Vậy thể tích của oxy thì nó sẽ bằng 20% thể tích của không khí, được chưa? Vậy muốn có được thể tích không khí thì chúng ta sẽ đi tính cái gì trước? Thể tích của ai? Oxy, được không? Mà muốn có thể tích oxy thì chúng ta sẽ đi tính cái gì của oxy? À, số mol của oxy. Muốn tính được số mol oxy thì dựa vào số mol của ai? Của ai đã biết rồi? À, của CH4, được chưa? Vậy chúng ta dựa vào phương trình hóa học nha. Từ phương trình hóa học, chúng ta tính cho cô số mol oxy, được chưa? Vậy số mol oxy tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ bao nhiêu đây con? Hả? À, 2 chia 1 và 2 chia 1 thì bằng mấy? À, bằng 2. Số mol oxy bằng 2 lần số mol CH4. Vậy bằng 2 nhân cho 0,15 thì bằng bao nhiêu? 0,3 mol. Được không? Được không? Vậy có số mol oxy, chúng ta sẽ suy ra tiếp tục thể tích của oxy bằng số mol oxy nhân. Tất cả ở đây chúng ta thấy đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn hả? Vậy điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ nhân cho bao nhiêu đây? Quỳnh Anh. Điều kiện tiêu chuẩn thì nhân cho mấy con? 22,4, được chưa? Vậy bằng 0,3 nhân 22,4 bằng bao nhiêu? Không phải 3 nhân 22,4. À, sẽ ra 6,72 lít, được chưa? Mà oxy của chúng ta chiếm 20% thể tích không khí. 20% thể tích không khí, được chưa? Nên có nghĩa là chúng ta có thể tích oxy bằng 20% về không khí. Vậy 20% thì có nghĩa là nó bằng bao nhiêu? Có phải là bằng 20/100 không? Vậy chúng ta rút gọn lại. Và 20/100 rút gọn lại là bao nhiêu? 1 phần mấy? À, chính xác, 1/5 về không khí, được chưa? À, từ đây chúng ta suy ra V không khí bằng mấy lần V oxy? Thể tích oxy bằng 1/5 thể tích không khí thì suy ra không khí bằng mấy lần oxy? Cái này chúng ta hay làm nè. Mấy lần? 5 lần, được chưa? Cái này là cái mà cô nói chúng ta luôn luôn nhớ. Thể tích không khí sẽ bằng 5 lần thể tích của oxy. Vậy muốn tính thể tích không khí chúng ta sẽ đi tính thể tích oxy, được chưa? Dựa vào cái oxy. Vậy nó sẽ bằng 5 nhân cho 6,72. Vậy bằng bao nhiêu? 33,6 lít. Được không? Được không? Vậy sau này cũng vậy. Khi chúng ta đi thi mà làm trắc nghiệm, đề bài hỏi chúng ta thể tích không khí thì chúng ta cứ tính cho cô thể tích oxy. Và không khí sẽ bằng 5 lần oxy thì chỉ cần lấy thể tích oxy nhân cho 5 thì chúng ta sẽ ra được thể tích của không khí. Được chưa?
làm trắc nghiệm, chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh nhanh một tí nha. Nhớ cái mấu chốt này nè, không cần phải trình bày dài dòng như thế này nha. Vậy ở đây câu 37 chúng ta sẽ chọn câu A nha. Vậy cô đã giải quyết xong đề số 1 cho chúng ta, được chưa? Hả? Câu 38 nữa rồi. Câu 38 hôm bữa cô chưa giải. 38. Câu 38 thì dễ rồi, điều kiện phát sinh phản ứng cháy. Vậy có mấy điều kiện nhỉ? Chúng ta có mấy điều kiện không? Hai điều kiện, đó là gì? Đúng rồi, chắc phải nóng đến nhiệt độ cháy và phải có đủ khí oxy cho sự cháy, đúng không? Vậy nên ta sẽ chọn câu D, được chưa? Rồi, trong đề số 1 này còn câu nào cô chưa giải nữa không nhỉ? Được không? Rồi, chúng ta tiếp tục qua đề số 2 nha. Rồi, ghi nhanh vào vở con, tiếp tục ôn đề số 2. Đề số 2 được chưa nào? Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào là đúng đây? Cô mời bạn Phan Gia Khánh nào. Chính xác. Ở đây chúng ta thấy câu A, oxy là chất khí ít tan trong nước là đúng rồi. Nhưng nó nhẹ hơn không khí là nó sai, bởi vì oxy nặng hơn không khí, đúng rồi. Vậy câu B nào? Câu B nó sai ở đâu? Đúng rồi. Vậy oxy là chất như thế nào? Chính xác. Oxy là một chất khí tan ít trong nước chứ không phải là tan vô hạn. Rồi câu C. Vậy câu C ở đây người ta nói là khí oxy dễ dàng tác dụng. Vậy nó có dễ dàng không? Không. Đúng không? Nó cần phải có gì? Nhiệt độ gì? Nhiệt độ, đúng không? Ờ, được chưa nào? Vậy ở đây câu đúng của chúng ta sẽ là câu D, rất chính xác. Rồi, bê nhanh câu D vào trong vở đi con. Phát biểu đúng là câu D, hả? Ở nhiệt độ cao, khí oxy dễ dàng tác dụng với nhiều đơn chất kim loại, phi kim và hợp chất. Có bị nhầm không con? Chọn câu gì? Ở đây chúng ta thấy người ta thu khí oxy bằng cách đẩy không khí. Vậy đẩy không khí thì ở đây chúng ta thấy là vì oxy của chúng ta như thế nào? Nặng hơn không khí, đúng rồi. Được chưa? Hả? À, vậy khi nãy cô nghe em như câu D á. Được chưa? Ghi nhanh vào vở cho cô nào. Người ta thu khí oxy bằng cách đẩy không khí dựa vào tính chất của oxy là vì oxy của chúng ta nặng hơn không khí. Được chưa? Rồi. À, vậy ở đây chúng ta thấy H2 và N2. Bởi vì không khí của chúng ta là 29, đúng không? Vậy không khí là 29. À, hydro có phân tử khối là bằng 2. Nitơ có phân tử khối là 28. Vậy ở đây chúng ta thấy hai chất khí nhẹ hơn không khí, đó là hydro và nitơ. Được chưa? Đó là hydro và nitơ. Rồi tiếp tục câu số 4, phản ứng hóa hợp trong các phản ứng hóa học. Đâu là phản ứng hóa hợp nhỉ? Đâu là phản ứng hóa hợp? Vậy nhắc lại cho cô, phản ứng hóa hợp là phản ứng như thế nào nhỉ? Hóa hợp. Trong đó. Chính xác. Đúng rồi. Vậy ở đây chúng ta thấy muốn biết là hóa hợp thì chúng ta dựa vào đâu? Có mấy sản phẩm? Có bao nhiêu sản phẩm? Hả? Dồn lại mà. Hợp lại là dồn lại. Vậy dồn lại thì có mấy sản phẩm thôi? Một sản phẩm, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu, câu B, câu B. Được chưa? Rồi B nhanh vào trong vở. Phản ứng hóa hợp là H2O. Sao con? Ghi nhanh. Còn Đạt lẫn ngồi vừa chống cằm, vừa gãi đầu, vừa làm gì đó. Lát nữa rồi có bài như con mèo, con cào như con mèo trong đó. Sao Đạt? Đạt. À, đi xong phương trình rồi. Rồi, được chưa? Xong câu 4 chưa? Ai xong rồi? Đưa câu 4 lên cô xem thế nào. Minh Khang xong nè, Khoa xong, Gia Vi xong rồi, Phương Anh,
quần ăn, thắng, trọng nhân, châu phúc hiếu, khánh. Rồi, được chưa? Chúng ta qua câu tiếp theo, câu số 5. Câu số 5, cho những chất sau CaO, MgOH tất cả hai lần, Na2O, CuO, KOH, H3PO4. Những chất nào là oxit? Vậy oxit là gì nhỉ? Chúng ta nhắc lại cho cô nào, oxit là gì? Oxit là gì nhỉ? Cô mời bạn Khánh. Đúng nào? Oxit là hợp chất của mấy nguyên tố? À đúng rồi, nó là hợp chất của hai nguyên tố. Và trong đó có một nguyên tố là gì? À đúng rồi, trong đó có một nguyên tố là oxy, đúng không? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta chỉ cần nhìn vào ha, cái đáp án nào nó chỉ có hai nguyên tố và có một nguyên tố là oxy thì chúng ta sẽ chọn đó là oxit. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào đây? Châu Phúc Hiếu nào? Chính xác, câu C. Được chưa? Rồi, ghi nhanh vào vở ha. Oxit là câu C, không cần phải bê hết cái này vào đâu ha. Oxit là câu C nha. Rồi, câu số 6. Dãy gồm các chất thuộc oxit axit là. Dãy gồm các chất thuộc oxit axit là. Vậy chúng ta nhắc lại cho cô nào, oxit axit là những cái oxit của ai? Của năm nguyên tố phi kim đó là gì? Của năm nguyên tố phi kim mà cô dạy chúng ta chỉ cần nhớ năm cái đó. Lưu huỳnh, nitơ, đúng rồi, phốt pho, silic, đúng rồi. Ai nữa? Không đúng. Ai? Carbon, được chưa? Lấy bút đỏ ghi lại mấy cái này đi. Oxit axit là oxit của lưu huỳnh, nitơ, phốt pho, silic, carbon. Được chưa? Vậy trong cái năm nguyên tố phi kim này thì oxit axit của nó trừ cái nào không phải là oxit axit nhỉ? Trừ ai? Trừ ai nhỉ? CO. Ai nữa? CO, còn ai nữa nhỉ? NO, chính xác. Ai nữa? N gì? À, N2O, hả? Không phải là oxit axit. Được chưa? Và chúng ta có hai trường hợp ngoại lệ. Có hai trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ là sao? Có nghĩa là gì? À, cái kim loại hả? Nó là cái kim loại. Tại vì oxit axit là oxit của phi kim. Nhưng ở đây chúng ta có hai trường hợp ngoại lệ là của kim loại có hóa trị cao. Vậy đáng lẽ là nó sẽ cho ra oxit bazơ, nhưng thực ra nó lại là oxit axit. Đó là chính xác, MN2O7. Vậy ngoài MN2O7, vậy còn có cái gì nữa nào? CrO mấy? Chính xác, CrO3. Đúng rồi, CrO3. Được chưa? Vậy hai trường hợp ngoại lệ này là oxit axit. Được chưa? Vậy lưu huỳnh thì chúng ta sẽ có SO2, SO3. Được chưa? Hả? Rồi, nitơ thì chúng ta sẽ có N2O5. Phốt pho thì sẽ có P2O5, B2O3 chẳng hạn. Xi thì chúng ta sẽ có XiO2. Hả? C thì chúng ta sẽ có CO2. Đó. Đây là những oxit axit của năm nguyên tố phi kim. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ nhớ cho vững cái đó. Nhá. Vậy ở đây câu số 6, chúng ta sẽ chọn câu 6 gì? Nguyễn Hiếu. À, câu C. Trời ơi, nhìn lâu thế. Rồi, vậy ở đây oxit axit là câu C, SO2, SO3 và B2O5. Vậy SO2 đọc tên là gì nhỉ? Nhắc lại cách đọc tên như cô nào. SO2 chúng ta sẽ đọc tên là gì? Bảo Bảo. Chính xác, lưu huỳnh. Dioxit 2 còn được gọi là khí gì? Sunfu. R. Được chưa? Rồi, SO3 đọc tên là gì? Mai Xuân Hiếu. Lưu huỳnh trioxit. B2O5 chúng ta sẽ đọc tên là gì? Quang Thắng. À, đi phốt pho bentaoxit. Vậy từ đó chúng ta trả lời cho cô luôn câu số 7.
Vậy công thức hóa học của difosfor pentaoxit sẽ là câu gì? Gia vi. À, câu A đơn giản đúng không? Rồi làm nhanh và vỡ nha. Được chưa? Vậy công thức hóa học của difosfor pentaoxit đó là B2O5. Rồi tiếp tục câu số 8. Câu số 8, Minh Khang. À, trong phòng thí nghiệm mà dùng không khí hoặc nước hả? Trong công nghiệp chứ, người ta mới sản xuất từ không khí và nước ở đây trong phòng thí nghiệm mà. KmNO4 và KClO3. Vậy KmNO4 nhiệt phân cho ra cái gì? Quốc Bình. K2MNO gì? O4 cộng MNO2 cộng O2, được chưa? Gì mà căng thẳng ghê đó Quốc Bình. Hả? À? Nó phá thì nói trước khi mặc mic chứ ai mở mic lên nói như vậy nữa trời. Rồi, KmNO4 đọc tên là gì? KmNO4 đọc tên là gì? Như Bình. Đọc tên là gì đây con? Như Bình ơi. À, bên bạn bị tắt tiếng hay sao mình. Đúng rồi. Rồi, vậy kali hả? Bemanganat ghi phương trình vào trong vở. Ghi tới ghi lui cho mà nhớ. KClO3 nhiệt phân cho ra cái gì? Cô mời bạn Khoa nào. Đúng rồi, cho ra KCl cộng O2, hệ số cân bằng là như thế nào con? Chính xác, 2223. Vậy KClO3 đọc tên là gì? Thảo Quỳnh. Sao cô lại thấy mờ ta? Rồi, câu số 9, đâu là phản ứng phân hủy? Câu số 9, đâu là phản ứng phân hủy? Vậy nhắc lại cho cô, phản ứng phân hủy là gì nhờ? Châu Phúc Hiếu nào? Phản ứng phân hủy là gì? Vậy ở đây chúng ta thấy là phân hủy giống như là phân chia cái bánh á, được chưa? Có một cái bánh chia cho nhiều người, có nghĩa là chúng ta sẽ có một chất tham gia và sẽ có nhiều sản phẩm. Và ở đây câu số 9 chúng ta sẽ chọn câu gì? Minh Khang. Rồi tiếp tục câu số 10, ghi nhanh phương trình và vở nha, câu số 10. Câu số 10, được chưa? Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Được chưa? Không khí là. Ghi nhanh vào vở đi con. Điều khẳng định nào sau đây là đúng? Không khí là. Là cái gì đây? Cô mời bạn Khoa. À, một hỗn hợp. Vậy một hỗn hợp của ai? Không khí là một hỗn hợp của ai? Của nhiều chất gì nhỉ? Khoa, không khí là hỗn hợp của nhiều chất gì Khoa? Nhiều chất khí. Được chưa? Vậy thành phần của không khí là gì? Nhắc lại cho cô luôn nào. Bao nhiêu phần trăm là nitơ? Đúng rồi. Cô biết câu C là người ta nói như thế, nhưng mà người ta cũng không lên. 78% là khí nitơ, đúng không? 21% là khí gì? Đúng rồi, 21% là khí oxy và 1% là các khí khác, được chưa? Vậy trong các khí khác này nó sẽ có khí carbonic hả? À, hơi nước, được chưa nào? Vân vân, khí hiếm vân vân. Rồi ghi nhanh vào vở nha. Không khí là một hỗn hợp của các chất khí, được chưa? 78% là nitơ, 21% là oxy, 1% là các khí khác nha. Rồi, câu 11, sự cháy là gì? Thùy Vân. Chính xác, sự cháy là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Rồi, bê nhanh vào vở đi con. Sự cháy là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Sự cháy là sự oxy hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. Rồi, tiếp tục. Câu số 12. Chọn câu trả lời đúng. Câu số 12 chọn câu trả lời đúng, được chưa?
Rồi cô mời Thảo Quỳnh nào, chọn gì đây con? Rồi đúng rồi, câu C hả? 21% oxy, 78% nitơ và 1% là các khí khác, được chưa? Rồi ghi nhanh vào vở đi. Bởi vì khí hydro nó đắt hơn, thường là người ta dùng heli. Nhưng ở đây chúng ta học trong một trong những ứng dụng của hydro là nó cũng vẫn được dùng để nạp vào kinh khí cầu, được chưa? Hả? Và chúng ta thấy là thường là những cái mà quả bông bóng bay á, đúng không? Chúng ta nghĩ là người ta nạp vào khí hydro nhưng thực chất không phải là khí hydro. Hả? Cái bông bóng bay mà ở ngoài ở cái gì? Công viên nữa ha, những cái khu vui chơi á, ta thấy người ta bơm cái khí mà vào bong bóng để cho nó bay lên cao á, được chưa? Ta nghĩ đó là khí hydro nhưng thực chất không phải nha. Người ta sẽ dùng cái khí metan. Metan là CH4 á, được chưa? Bởi vì nó rẻ hơn ha. Rẻ hơn dùng hydro. Rồi được chưa? 13 rồi tiếp tục 14. Hỗn hợp hydro với oxy nổ mạnh nhất khi tỷ lệ hydro và oxy là bao nhiêu đây? Ai nhớ nhỉ? Hỗn hợp nổ mạnh nhất khi nào? À, cô thấy cánh tay của Nguyễn Hiếu rất nhanh. Rồi mời Nguyễn Hiếu nào. À, chính xác 2:1. Được chưa? Nhớ nha. Vậy ở đây hydro chia cho oxy đó là tỷ lệ 2:1. Vậy khi chúng ta đọc đề là nhớ đọc cho kỹ nha. Nhiều khi thầy cô để là oxy chia cho hydro. Vậy chúng ta nhớ oxy chia cho hydro sẽ là ngược lại 1:2. Được chưa? Chứ không là vội vàng cứ lúc nào cũng nhớ là 2:1 là coi chừng sai á. Rồi tiếp tục câu số 15. Rồi ghi nhanh câu 14 đi con. Hỗn hợp của hydro với oxy nổ mạnh nhất khi tỷ lệ H2 chia O2 bằng 2:1. Rồi tiếp tục câu số 15. Cho các chất hóa HCl, CaO, Mg, hóa S luôn, oxy, NaOH, Fe, các chất dùng để điều chế khí hydro là. Các chất dùng để điều chế. À, chính xác đó là HCl, Mg, Fe. Được chưa? Bởi vì chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? Khi mà điều chế hydro, người ta sẽ cho kim loại cộng với lại axit loãng, sẽ cho ra muối và giải phóng khí hydro bali. Vậy kim loại ở đây chúng ta sẽ có 5 kim loại, đó là magie, nhôm, kẽm, sắt, đúng không? Và chì. Hả? Axit loãng ở đây chúng ta sẽ dùng thường dùng là HCl và H2SO4 loãng. Được chưa? Do đó ở đây chúng ta sẽ chọn câu D rất là đúng. Rồi ghi nhanh vào vở đi con. Các chất để điều chế hydro là HCl, Mg, Fe. 16. Đâu là phản ứng thế? Đâu là phản ứng thế đây? Chú chép xong hả? Không cần chép hết cả câu đâu. Chép câu nào nhớ, hiểu hả? Chúng ta không cần phải bê hết cả cái đề vào đâu. Chỉ cần ghi là các chất điều chế hydro là. Xong chưa? Xong chưa? Rồi, câu số 16. Đâu là phản ứng thế đây? Đâu là phản ứng thế? Vậy phản ứng thế là phản ứng giữa ai với ai nhỉ? Phản ứng giữa ai với ai? À đúng rồi, đơn chất và hợp chất, đúng không? Vậy ở đây đâu là phản ứng thế? Chính xác câu A. B, C, D là thuộc phản ứng gì? B là thuộc phản ứng gì đây con? Minh. À, B là thuộc phản ứng phân hủy. C và D thuộc phản ứng gì đây Minh Khang? Đúng rồi, hóa hợp, được chưa? B là phân hủy, C, D là hóa hợp, A là thế. Rồi ghi nhanh phương trình vào trong vở đi con. 17. Đâu là oxit trọng nhân? Mới vừa học xong
Khi nãy cô vừa mới nhắc đó, oxit nó là hợp chất của hai nguyên tố. Trong đó có một nguyên tố là oxy. Vậy ở đây đâu là oxit đây con? Ờ đúng rồi, đó là câu A. Đơn giản vậy. Được chưa? Câu B nó có nhóm OH hay là nhóm hydroxit và thằng này là bazơ, được chưa? Hai thằng này là muối. Rồi, tiếp tục. Rồi, câu số 18. Đốt cháy hoàn toàn khí metan CH4 trong khí oxy vừa đủ sản phẩm của phản ứng là gia vị. Chọn gì đây gia vị? Xong chưa các con? Được chưa? Rồi, chúng ta qua câu 19 nè. Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau. Trong các phản ứng trên, số phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy lần lượt là. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta xác định cho cô, cái phương trình số 1 là phản ứng gì? Số 1 là phản ứng gì đây? À chính xác, phân hủy. Số 2 là phản ứng gì? Số 2, một sản phẩm, chính xác, hóa hợp. Số 3, thế, chính xác. Đúng rồi, thế. Số 4, hóa hợp, chính xác. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Số phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy lần lượt là? Hả? Mấy hóa hợp nhỉ? 2 hóa hợp, 2 và 4, bao nhiêu phân hủy? 1 phân hủy thì chúng ta sẽ chọn là gì? 2, 2, 1. Được chưa? 2, 1. Số phản ứng hóa hợp, số phản ứng phân hủy lần lượt là 2 chia 1. Ghi phương trình vào trong vở hả? Hóa hợp là phương trình nào, phân hủy là phương trình nào, ghi ra. Hóa hợp là phương trình nào, phân hủy là phương trình nào, ghi rõ ra nha. Ghi rõ phương trình ra, được chưa? Bởi vì nhiều khi thầy cô cho chúng ta hai chất tham gia, hỏi chúng ta sản phẩm là gì, đến lúc đó là ngã ngửa, chẳng biết sản phẩm là gì hết. Sao? Sao con? Đây có hai hóa hợp là đây con. Hai hóa hợp đây nè, một phân hủy ở đây nè, cái số 3 này là phản ứng thế nè. Được chưa? Cái số 3 này phản ứng thế này nó đâu có liên quan gì trong này đâu. Nha. Được chưa? Ở đây ta có hai hóa hợp là số 2 và số 4 và một phân hủy là số 1. Xong chưa con? Viết xong phương trình vào vở chưa? Rồi, tiếp tục câu số 20. Câu 20 này là một câu lặp lại, chúng ta không cần phải làm vào trong vở nào. Chọn lại đáp án cho cô, chọn cái câu gì? Cô mời Bảo Bảo. Câu này nó lặp lại, không cần làm vào vở nha. Chọn lại đáp án cho cô là câu gì? Hả? À đúng rồi, câu A, 21% oxy, 78% nitơ. Rồi, tiếp tục câu 21. Câu 21 tóm tắt đề vào trong vở và... Rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta quan sát câu tiếp theo nè, câu 21 nè. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít CH4 trong bình khí oxy, được chưa? Thể tích khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là... Được chưa nào? Và ở đây chúng ta viết phương trình CH4 hả? Cộng với lại O2. Nhiệt độ cho ra CO2 cộng H2O. Được chưa nào? Rồi, cân bằng 1212. Và đề bài cho chúng ta thể tích của CH4 là bằng 2,24 lít. Và đề bài hỏi chúng ta là oxy, thể tích oxy. Vậy bạn nào trả lời nhanh cho cô nào, oxy là bao nhiêu? Hả? Thể tích oxy là bao nhiêu? Thể tích oxy là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta nhìn vào phương trình đi con. Nhìn vào phương trình. Vậy một, nếu như cô có 1 lít CH4 thì nó sẽ đốt cháy bao nhiêu lít oxy? Nó phản ứng với bao nhiêu lít oxy đây?
Nè, đây bao nhiêu hệ số máy? À 2. Được chưa? Vậy 1 lít CH4 thì nó sẽ phản ứng với lại 2 lít oxy. Và ở đây cô có 2,24 lít CH4 thì nó sẽ hết bao nhiêu oxy? Bao nhiêu? Hả? Nhân cho 2 thì nó sẽ ra bao nhiêu? 4 vậy mấy? 48, được chưa? Vậy nếu như chúng ta giải là gì? Từ phương trình hóa học, ta thấy số mol của C, số mol của oxy bằng 2 lần số mol của CH4. Đúng không? Đúng chưa? Vậy số mol oxy bằng 2 lần số mol CH4 thì suy ra thể tích của oxy nó cũng bằng mấy lần? 2 lần thể tích của CH4. Được không? Bởi vì ở đây nó đều là chất khí, ở đây nó cũng là khí nè. Ở đây nó cũng là khí nè. Được chưa? Vậy số mol oxy bằng 2 lần số mol CH4 thì dẫn tới thể tích của nó cũng bằng 2 lần thể tích của CH4. Vậy bằng 2 nhân 2,24 sẽ bằng 4,48 lít. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nha. Vậy khi chúng ta thấy đây là chất khí mà đề bài hỏi cũng là chất khí thì chúng ta sẽ dựa vào phương trình. Rồi, câu C. Rồi, câu 22. Dãy nào hả? Sau đây gồm toàn là oxit bazơ, Quốc Bình. Câu 22 toàn là oxit bazơ. Vậy oxit bazơ là oxit của ai nhỉ? Đúng rồi, oxit bazơ là oxit của kim loại, đúng không? Và tương ứng với một gì? À đúng rồi, và nó tương ứng với một bazơ. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu gì? À, Na2O và CaO. Vậy bazơ tương ứng của nó sẽ là gì nhỉ? Quốc Bình. Vậy Na2O thì bazơ tương ứng sẽ là gì? Là gì? Na gì? Vậy bazơ thì khi bazơ thì nó sẽ có nhóm O, OH. Vậy OH này hóa trị 1, natri hóa trị 1 thì nó sẽ là NaOH. Vậy CaO thì bazơ tương ứng sẽ là Ca như thế nào? Tất cả mấy lần? Chính xác, CaOH tất cả 2 lần. Được chưa? Chúng ta ghi bổ sung vào bazơ tương ứng vào cho nhớ nha. Bazơ có nghĩa là có nhóm OH, được chưa? Hả? Có nhóm OH đứng ở sau. Và nhóm OH này người ta gọi là hydroxit có hóa trị 1. Minh Khang 23. Rồi KMNO4 và KClO3 chính xác. Vậy câu này hả, khi nãy chúng ta đã có làm rồi, vậy bây giờ không cần phải viết lại, được chưa? Rồi, tiếp tục. Câu 24, phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp? Đâu là phản ứng hóa hợp? Bảo Bảo. Không không, ở đây cộng với oxy. Ở đây có hai sản phẩm thì không thể nào hóa hợp rồi. Cộng với oxy. Oxy. Không phải. Phản ứng xảy ra sự gì? Đúng rồi, phản ứng xảy ra sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất nè, được chưa? Phản ứng xảy ra sự oxy hóa. Câu D là phản ứng gì? Bảo Bảo. Phân hủy, chính xác, được chưa? Rồi, ghi vào vở nhanh. Câu 24, phản ứng hóa hợp là câu A, lưu huỳnh cộng oxy, nhiệt độ cho ra X2, được chưa? Hả? Khí sunfuro hay là được gọi là lưu huỳnh dioxit. Rồi ghi nhanh vào vở đi nha. Tiếp tục câu số 25. Phản ứng nào xảy ra sự oxy hóa? Vậy sự oxy hóa là gì? Sự oxy hóa là gì nhỉ? Thành đạt. Đúng rồi, sự tác dụng của oxy với một chất, chất đó có thể là đơn chất hoặc là hợp chất, được chưa? Vậy câu 25 chúng ta chọn câu gì? Chọn đáp án nào đây? Đạt. 25 chọn đáp án nào con? Câu bờ. Được chưa? Rồi làm nhanh vào vở đi con.
Phản ứng xảy ra sự oxy hóa là câu bờ, câu B. X cộng O2 nhiệt độ cho ra XO2. Đúng rồi, câu B, khí oxy X tan trong nước, đẩy nước thôi mà nó nghỉ lâu thế. Được chưa? Người ta thu oxy bằng cách đẩy nước là dựa vào oxy X tan trong nước. Bởi vì oxy của chúng ta X tan trong nước, được chưa? Bởi vì khí oxy X tan trong nước. Rồi, tiếp tục câu 27. Hiện tượng nào sau đây là sự oxy hóa chậm? Quỳnh Anh. À đúng rồi, sự oxy hóa chậm là sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu B. Bởi vì chúng ta hiểu là gì? Đốt cồn ở trong không khí thì cồn thì nó sẽ cháy sáng, đúng không? Nước bốc hơi thì nó chẳng liên quan gì. Đốt cháy lưu huỳnh thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ cháy sáng lên, đúng không? Cháy, đúng không? Rồi, vậy ở đây chúng ta sẽ chọn là câu B ha. Có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng, sắc để lâu ở trong không khí bị gỉ. Rồi tiếp tục, phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy? Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy, được chưa? Vậy đâu là phản ứng phân hủy nhờ? Cái câu này chúng ta làm rồi, Nguyễn Hiếu. À câu D, không cần phải làm lại vào trong vở nha. Bởi vì câu này khi nãy chúng ta đã viết rồi. Được chưa? Rồi chúng ta kết thúc đề số 2. Ta kết thúc đề số 2, được chưa? Rồi chuẩn bị cô sẽ giao bài nha. Cái chương hydro này chúng ta đã làm chưa con? Con ơi, lớp ta đã làm cái đề này chưa? Chưa đúng không? Chưa đúng không? Rồi.